Xin chào, bạn vẫn khỏe chứ? Chúng ta lại gặp nhau trong phần tiếp theo của chuỗi bài hướng dẫn sử dụng Lightroom Classic được phát sóng vào mỗi thứ bảy hàng tuần trên trang web kiều trường.com. Hôm nay mình và các bạn cùng tìm hiểu những cài đặt hay và những phím tắt ở trong Lightroom để các bạn sử dụng phần mềm này được hiệu quả hơn. Ok, bây giờ chúng ta cùng bắt đầu tìm hiểu ha. Cài đặt đầu tiên mình muốn chia sẻ với các bạn giúp chúng ta thu gọn những phần điều khiển ở đây. Thay vì nó mở rộng tất cả những bảng điều khiển, thì mỗi khi các bạn chuyển qua bảng điều khiển mới thì những bảng điều khiển cũ sẽ đóng lại như vậy. Để làm việc đó thì các bạn hãy nhấp vào bất kỳ vị trí nào ở trong đây. Sau đó chọn đến phần Solo Mode ha. Khi chúng ta chọn như vậy, các bạn chuyển qua tính năng mới thì tính năng cũ sẽ đóng lại. Như vậy giúp chúng ta di chuyển nhanh hơn và trông có vẻ gọn gàng hơn. Thay vì như khi tắt thì các bạn sẽ thấy tất cả những bảng điều khiển các bạn đã mở thì nó sẽ mở lớn mãi như vậy cho đến khi các bạn đóng lại thì thôi. Và khi các bạn mở nhiều thì các bạn phải di chuyển rất xa các bạn mới quay lại vị trí cũ được. Thay vào đó, chúng ta chọn Solo Mode là xong. Và mình đã sử dụng tính năng này nhiều năm rồi, mình thấy nó rất là hữu ích. Vì chúng ta sẽ tiết kiệm được không gian và chúng ta đỡ mất công tìm kiếm. Tương tự như vậy, qua bên phần Preset và tính năng History ở bên này, các bạn cũng có thể chọn Solo Mode như vậy. Để khi các bạn mở Preset thì tất cả những tính năng phía dưới sẽ đóng lại. Ví dụ như mình mở phần History thì phần Preset sẽ đóng lại. Thay vì chúng ta tắt Solo Mode như vậy ha, thì chúng ta nhấn vào Preset, nó sẽ mở cả Preset và History. Và chúng ta phải di chuyển rất là nhiều thì mới tìm lại được cái tính năng ban đầu. Bây giờ chúng ta đến với cài đặt thứ hai. Để các bạn kiểm soát các bảng công cụ ở trong đây, các bạn muốn ẩn bên nào, hiện bên nào thì các bạn có thể làm được. Trong Lightroom thì các bạn thấy ở mỗi thanh công cụ các bạn thấy một cái mũi tên hướng ra bên ngoài như vậy đúng không? Các bạn muốn ẩn bên nào chỉ việc nhấp vào bên đó thôi. Ví dụ mình muốn ẩn bên tay trái, mình nhấp vào như vậy là xong. Khi làm như vậy thì cái không gian chỉnh sửa ảnh của bạn nó sẽ rộng hơn. Tương tự như vậy, chúng ta có thể ẩn thanh develop. Ok, bây giờ chúng ta đưa chuột vào, nó sẽ hiện ra. Và chúng ta có thể ẩn phần phía trên như vậy. Rất là dễ đúng không? Tương tự, các bạn cũng có thể ẩn phần phía dưới. Ngoài ra, các bạn có thể sử dụng phím Tab ở trên bàn phím. Các bạn nhấn Tab như vậy thì những tính năng cũ sẽ được mở ra. Nhấp Tab thêm một lần nữa thì chúng sẽ đóng lại. Thay vì nhấp vào mũi tên thì bây giờ các bạn có thể nhấp phím Tab. Ok, như vậy các bạn đã biết cách cài đặt không gian làm việc ở trong đây bằng phím tắt và bằng cách nhấp chuột rồi ha. Như các bạn đang thấy, ở phía dưới chúng ta có một thanh công cụ với rất nhiều tính năng. Ví dụ như các bạn muốn chấm bức ảnh này 5 sao thì các bạn làm như vậy. Gắn nhãn màu gì và các bạn có thể zoom lớn, thu nhỏ như vậy. Rất là dễ. Và trong quá trình các bạn sử dụng, nếu như các bạn không thấy tính năng này thì các bạn có thể nhấn phím tắt là T ha. Sau đó các bạn nhấp thêm một lần nữa thì nó sẽ ẩn đi. Và muốn hiện lại thì các bạn nhấp phím tắt là T. Các bạn có thể kiểm soát cách hiển thị các công cụ ở trên đây bằng cách nhấp vào như vậy. Các bạn muốn thêm tính năng nào thì chỉ việc đánh dấu vào đây thôi. Ví dụ như mình muốn bỏ phần zoom thì mình nhấp vào như vậy. Và nhấp thêm một lần nữa, nó sẽ mở lại tính năng zoom. Ok, như vậy các bạn đã biết cách sử dụng phím tắt là T để chúng ta ẩn hiện thanh công cụ ở phía dưới này rồi ha. Trong khi sửa ảnh thì đôi lúc các bạn sẽ muốn xem chỉ riêng bức ảnh đó mà thôi và ẩn hết các thanh công cụ ở trên đây, kể cả những thông tin bên ngoài để các bạn xem và tập trung vào bức ảnh được dễ hơn. Hoặc các bạn muốn cho khách hàng xem ảnh ở trên màn hình lớn cho đẹp hơn và không muốn rối mắt với những thanh công cụ này thì các bạn có thể nhấn phím tắt là L. Mỗi lần các bạn nhấn phím L như vậy thì Lightroom của chúng ta sẽ tối lại một chút. Ok, chúng ta nhấp thêm một lần nữa, Lightroom sẽ tối hẳn cho các bạn xem bức ảnh này trên một màn hình có nền đen như vậy. Rất đẹp, rất tuyệt vời. Và các bạn nhấp thêm một lần nữa, nó sẽ trả lại giá trị ban đầu. Trong khi sửa ảnh, chắc chắn các bạn sẽ muốn xem kết quả trước và sau khi chỉnh sửa như thế nào. Để làm việc đó, các bạn nhấp phím tắt là Y dài ha. Ảnh bên trái trước khi chỉnh sửa, ảnh bên phải sau khi chỉnh sửa. Các bạn có thể đổi cách xem ảnh trước và sau khi chỉnh sửa bằng cách nhấp vào đây. Với cách này thì các bạn thấy rằng một nửa bức ảnh của chúng ta trước khi chỉnh sửa, nửa còn lại là sau khi chỉnh sửa. Chúng ta tới cài đặt tiếp theo về quá trình xem ảnh. Như các bạn thấy, bình thường chúng ta sẽ xem ảnh ở trong Lightroom theo dạng film strip như vậy. Những bức ảnh của chúng ta sẽ xuất hiện kế tiếp nhau
giống như là một cuộn phim vậy. Và đôi khi thì các bạn sẽ muốn xuất hiện tất cả những bức ảnh đó ở trên màn hình này để lựa chọn cho dễ hơn. Thay vì các bạn nhấp vào đây để quay trở lại hình ảnh như vậy, thì các bạn có thể để một bức ảnh lớn như vậy và các bạn nhấp vào biểu tượng màn hình số 2 như vậy ha. Khi các bạn nhấp vào đây thì Lightroom sẽ mở lên một màn hình số 2. Nếu như các bạn gắn thêm một màn hình nữa thì các bạn có thể lựa chọn ảnh ở trên màn hình số 2 độc lập với màn hình này. Ở trong đây thì các bạn có thể thay đổi cách xem độc lập so với màn hình gốc ha. Ở trong đây các bạn có thể xem dạng grid view ở đây. Chúng ta chỉ việc làm như vậy thôi. Ok, các bạn thấy chúng ta có thể xem ảnh lớn hơn, xem ảnh nhỏ hơn. Ok, rất là dễ đúng không? Ngoài ra các bạn có thể so sánh ảnh trước và sau khi chỉnh sửa. Ok, như vậy chúng ta có hai màn hình độc lập để chúng ta lựa chọn ảnh cho dễ hơn. Trong trường hợp các bạn không muốn sử dụng hai màn hình và các bạn muốn thay đổi giữa hình thu nhỏ và hình lớn một cách nhanh nhất, thì các bạn có thể nhấn phím tắt là G trên bàn phím. Khi các bạn nhấn phím tắt G như vậy thì bức hình của chúng ta sẽ thu nhỏ lại và nó hiện dạng grid view như vậy. Rất là dễ. Nó giống với cách các bạn nhấn vào biểu tượng grid view đây. Và để xem ảnh lớn, các bạn nhấn phím tắt là E. Ok, chúng ta sẽ xem được bức ảnh lớn hơn. Và ngược lại, chúng ta nhấn G, nó sẽ thu nhỏ lại như vậy. Trong thời gian chia sẻ với các bạn thì mình thấy rằng một số bạn không biết cách xoay ảnh ở trong đây, mặc dù công cụ đó lúc nào cũng xuất hiện ở trên bức ảnh. Để xoay ảnh thì các bạn hãy đưa con chuột vào bức ảnh thu nhỏ như vậy ha. Ở đây các bạn thấy hai mũi tên nhỏ nhỏ đây không? Các bạn muốn xoay về hướng nào chỉ việc nhấp vào đó thôi. Như các bạn thấy, chúng ta có thể xoay bất kỳ hướng nào chúng ta muốn và xoay ngược lại như vậy. Ngoài ra, các bạn có thể chọn chuột phải vào tấm ảnh đó và chọn vào phần xoay trái, xoay phải. Ok, như vậy các bạn đã biết cách xoay ảnh ở trong Lightroom rồi. Bây giờ chúng ta đến với cài đặt cuối cùng, giúp các bạn điều khiển ở trong đây có vẻ đẹp hơn một chút. Các bạn hãy nhấp vào phần Edit, chọn đến đây. Sau đó, trong lựa chọn đầu tiên, các bạn nhấp vào phần Interface ha. Ok, chúng ta chọn đến phần thứ hai và sau đó chúng ta nhấp OK. Sau khi nhấp OK thì các bạn sẽ thấy ở trong Lightroom sẽ xuất hiện những biểu tượng nho nhỏ như vậy. Như vậy mình đã chia sẻ với các bạn những cài đặt hay và những phím tắt thường dùng ở trong Lightroom. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu các bạn thích thì đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ chương nhé. Bây giờ chúng ta phải tạm biệt rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ bảy tuần sau. Bye bye!